nó mua một lúc cả 3 hộp, nó sẽ bắt tròn là 500.000 và miễn phí ship nhá. Miễn phí ship 500.000 và miễn phí ship cho ai mua một phát đồng thời cả 3 hộp nhá. Mua một phát đồng thời cả 3 hộp này 500.000 và miễn phí ship. Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn một cái sản phẩm mới mà mình cung cấp. Một cái sản phẩm này gọi là sản phẩm mà Lộc thấy nó rất là tốt và cũng đã uống thử cho riêng bản thân mình rồi. Mình Lộc thấy nó rất là khỏe. Đấy, rất là khỏe thì Lộc muốn làm đại diện để bán cái sản phẩm này. Đấy, trước khi mình bán thì mình đã thử rồi thì Lộc review lại sức khỏe an khang thịnh vượng nhá. Và rất mong là các anh mua thì các chị cũng sẽ vui. Ở đây cái sản phẩm này nó đóng gói bằng nọ giống như thế này. Nó sẽ giống như là cái nọ này. Cái lọ này lần trước Lộc đã bán và giới thiệu cho anh chị em là lọ sâm nhung cổ thận. Sâm nhung cổ thận, nhưng mà cái lọ này cái thành phần của nó hơi khác so với thành phần của cái này một chút. Cái buổi trước thì có ba kích, có thực địa, có bạch hợp, có cam thảo, có đỗ trọng, có bạch tím, có trinh nữ hoàng cung. Đấy, có thực địa, rồi là có cao nhung hiêu, bột nhung hiêu, rồi các thứ khác để nó hỗ trợ cho cả để nó hỗ trợ cho toàn thể cái tổng thể của chúng ta và cùng cái thận là nữa. Thì cái này nó là bổ sung tổng hợp cho thận và các thứ. Thì cái này nó là bổ sung tổng hợp. Thì hôm nay là cũng giới thiệu các bạn là cái mà bổ sung chính yếu cho các việc chăn gối của anh chị em đây, chăn gối cho các chị hạnh phúc đây. Thì ở đây cái sản phẩm này là sản phẩm là tráng dương tăng cường sinh lực, tráng dương tăng cường sinh lực nhé. Thì chủ yếu là nó nhằm cái mục đích đấy. Cái mục đích này là cái mục đích giữ thận điều khí, giữ thận điều khí sinh tinh và khỏe mạnh tăng cân cốt, chứa tạm bổ sung toàn bộ và cũng là có cả hà thủ ô rồi là tục đoạn rồi cầu bảy thứ để gọi là tổng hợp cho sức khỏe chúng ta luôn. Nhưng mà cái sản phẩm này nó lại chủ yếu là khác một cái, nó là tập trung vào nhiều là ba kích này, có ba kích, có bạch linh, có nhục thung dung, có trinh nữ hoàng cung và các loại cao được điều chế để cho nó phù hợp với cái ba kích này uống để chủ yếu là anh em là khỏe và giúp cho anh em tăng cường cái sinh lực của nam giới, giảm các triệu chứng đau nhức mỏi gối và yếu sinh lý khi quan hệ. Thì đây là cái điều rất quan trọng mà nó sẽ đưa cho anh em lên một cái tầm cao mới trong cái làm việc đấy, đúng không? Đa phần thì chúng ta làm mọi việc trên đời chúng ta đều giỏi lên và tập luyện mọi thứ chúng ta đều khỏe lên, nhưng mà riêng cái việc trả bài thì là chúng ta là sẽ bị yếu đi, thậm chí là việc trả bài nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy là mình kém đi, đúng không? Thế thì cái một cái lọ hộp nó sẽ là mới như thế này, đúng không? Thì khi mà tâm lý người ta mở ra nó sẽ như thế nào? Thì theo Lộc thì anh em mà cảm thấy hơi yếu quá thì một ngày uống 2 viên, hoặc là mới quan hệ xong hoặc là chuẩn bị tối nay sẽ nâng trận thì anh em mà uống một ngày 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên để tối nay nâng trận. Còn thông thường thì anh em mà ít quan hệ thì mỗi một ngày anh em uống 1 viên thôi nhé, uống 1 viên. Thì anh em có thể đưa vào miệng và nuốt luôn, còn không thì chúng ta lấy nước. Lộc sẽ nuốt luôn và Lộc tí nữa Lộc uống nước sau thì đang quay video cho anh chị em. Thì đây là một cái sản phẩm mà Lộc thấy là uống vào nó rất khỏe, rất là ok. Ước mong là anh chị em sẽ cảm thấy khác, anh chị em sẽ cảm thấy khác, sẽ không còn tê bì chân tay nữa, không còn đau mỏi gối nữa, không còn xuất tinh sớm, yếu sinh lý nữa, và nói chung là sẽ không bốc hỏa, không đổ mồ hôi nữa khi quan hệ. Anh chị em sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng và cương cứng rất là tuyệt vời. Anh chị em sẽ thấy là cái cảm giác mãnh lực và đâu nó sung sướng cho anh chị em là cái thoại nguyện trong cuộc sống này. Thì ở đây thì khuyến cáo của nhà sản xuất thì là cho chúng ta là uống trước khi ăn 30 phút đấy, trước khi ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 tiếng đấy. Và Lộc vừa uống đây là uống cái lúc mà Lộc đang đói đấy, nửa tiếng nữa Lộc sẽ ăn uống đấy, nhưng Lộc đang uống là uống trước khi ăn 30 phút thì Lộc đang đáp ứng đúng cái yêu cầu của nhà sản xuất đây. Thì ước mong rằng là cái sản phẩm này sẽ được nhiều anh em yêu thích và yêu mến, và khi anh em uống rồi thì anh em sẽ review feedback lại cho Lộc. Và cái sản phẩm này thì có hạn sử dụng là 36 tháng trong cái nhiệt độ phòng là 25 độ. Nếu anh em để trong một cái nhiệt độ phòng từ 25 đến 27 độ thì anh chị em có thể được 3 năm nhé. Sản phẩm này anh em dùng trong 3 năm. Thế nhưng mà thông thường thì anh chị em về khỏe là tối nào cũng hoạt động thì chắc là 3 tháng thôi, đúng không? 3 tháng thôi vì cái hộp này nó chỉ là có 30 viên thôi. Đấy thì anh chị em nào dùng từ tốn. Đấy, từ tốn thì mới dùng 30 viên này mới dùng được khoảng tầm tháng rưỡi đến 2 tháng. Còn nếu anh dùng tục thì chắc chỉ nửa tháng là hết thôi. Đấy, còn tùy theo cái độ yêu vợ của anh em nó ở cái mức độ nào. Còn nếu anh em còn yêu cả vợ, yêu cả bồ nữa, nó khó lắm, nên là không thể nói được. Nhưng mà mỗi một đợt anh em dùng cái này thì nên dùng khoảng 3 tháng hoặc là nhá, anh em dùng khoảng 3 hộp này. 3 hộp này thì anh xem là cái sản phẩm này chuyên về ba kích này, chuyên về tăng cường sinh lý, bổ mạnh gân cốt này thì xem. Anh em dùng khoảng 3 tháng một liệu trình xem
thì để xem là sức khỏe của mình nó có phù hợp với cái thuốc nữa không. Tất nhiên thì có người sẽ được tác dụng ít, có người tác dụng nhiều, chứ không phải cái thực phẩm chức năng nào nó cũng phù hợp với toàn bộ hết tất cả mọi người và toàn bộ hết tất cả các cơ thể của mọi người. Thì chúng ta nên test thử thì Lộc sẽ báo giá sản phẩm này cho anh chị em. Sản phẩm này thông thường thì là các cửa hàng và nơi khác là sẽ bán giá 200.000, 200.000, có những nơi sẽ bán 220. Đấy là thông thường mà giá các cửa hàng người ta bán. Thế thì Lộc bán online, Lộc sẽ không phải thuê cửa hàng, không phải thuê nhân viên bán hàng, thì Lộc sẽ bán một mức giá trần cho anh chị em, một mức giá rất là rẻ thôi, một giá trần chuồng. Lộc bán là 179.000 nhé, 179k trong một hộp này, 179k trong một hộp này nhé. Và Lộc đang có đợt là miễn phí ship và giảm tiền ship á, thì anh chị em mua nhé. Có khả năng là chỉ ship khoảng tầm 2.000-5.000 đồng thôi, nó sẽ giảm giá ship, hỗ trợ tiền ship trong cái kỳ này. Thì anh chị em nào mua thì hãy chọn sản phẩm này nhé. Thì cả tiền ship thì nó sẽ báo cho anh chị em, chị em là hơn 180, 181, 185.000 gì đó, cả tiền ship nhé. Còn giá gốc của nó là 179.000. Anh chị em mua 3 hộp để uống hết cái lộ trình 3 tháng. Sau khi uống 3 hộp hoặc là uống trong vòng 3 tháng thì anh xem, thì anh chị em cảm nhận xem là từ 3 đến 5 hộp trong vòng 3 tháng như vậy thì anh chị em có phù hợp với sản phẩm không, và nếu nó phù hợp thì chúng ta sẽ uống lâu dài, hoặc là 1 năm chúng ta sẽ bổ sung 3 tháng, đó là 1 năm chúng ta sẽ uống một đợt, thì cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Chúng ta có 180.000 một hộp này, 179.000 một hộp này, thì nhân cho 3 hộp thì 3 hộp chúng ta mất khoảng 550 nhá. 550 một lộ trình 1 năm, anh em bỏ ra 550. 550 để chúng ta hạnh phúc hơn, đúng không? Để cuộc sống chúng ta được sung sướng hơn và để chúng ta được viên mãn hơn trong cuộc đời này, thì nó không phải là cái gì quá đắt đỏ cả. Và ước mong là cái sản phẩm này sẽ được nhiều anh em đánh giá tốt và ủng hộ uống thử, và chúng ta sẽ được cải thiện trong cái ước mong là Lộc sẽ bán được thật nhiều cái sản phẩm này cho anh chị em khác. Và anh chị em sẽ hỏi là nếu như mua cùng lúc 3 hộp, mua cùng lúc 3 lọ này, 3 hộp như thế này, thì Lộc sẽ bán giá bao nhiêu tiền? Thì cái hộp này, thì cái lọ này thì vốn dĩ là nó Lộc bán nó giá rẻ rồi, bởi vì nó rẻ là Lộc không phải thuê nhân viên, thuê cửa hàng, thuê các thứ, thì nó lại rẻ ở cái phần là cái hộp giấy, cái vỏ giấy nữa, nó lại không phải là cái vỏ đắt tiền. Nhiều cái sản phẩm nó có cái vỏ nó rất là đắt tiền thì nó sẽ đổi cái giá thành của cái sản phẩm này lên, nhưng mà bán nó chỉ có 179.000 thôi. Nhưng để cho anh chị em nào muốn mua một lúc cả 3 hộp luôn, mua một lần cả 3 hộp để uống thử cả một liệu trình luôn, mua một lúc cả 3 hộp, thì Lộc sẽ bán tròn nhá. Lộc sẽ bán tròn là 500.000 và miễn phí ship nhá. Miễn phí ship 500.000 và miễn phí ship cho ai mua một phát đồng thời cả 3 hộp nhá. Mua một phát đồng thời cả 3 hộp này 500.000 và miễn phí ship. Đấy, Lộc sẽ bán một cái combo như vậy, 500.000 và miễn phí ship nhá anh chị em nhá. Nếu như anh em mua thủ tư tư trở nên, tức là mua cùng lúc 4 hộp hoặc 5 hộp ấy, thì 3 hộp đầu tiên sẽ là tổng là 500.000, nhưng từ hộp tư tư trở đi, từ tư tư trở đi nhá, thì Lộc sẽ lấy một mức giá là 160.000 thôi. Đấy, 160.000 thôi nhá. Tức là anh chị em mua từ 4 hộp trở lên thì sẽ mỗi hộp sẽ có giá là nếu anh em mua từ 4 hộp trở lên, nhá, thì Lộc sẽ bán với mức giá là cứ hộp thứ tư thì sẽ là 160.000 nhá. Cứ hộp thứ tư là 160.000, hộp thứ năm 160.000, còn 3 hộp trước thì là combo 3 hộp 500.000, anh chị em nhớ nhá. Đây là cái giá mà Lộc bán cho anh chị em. Rồi, cảm ơn chị em đã xem hết cái video này tại đây, và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong tất cả video tiếp theo. Và cũng ba chúc quý vị anh chị em có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên gia đình cùng vợ con. Cảm ơn chị em đã xem hết video này.